A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với video của bài giảng sinh văn 7 cái điều tập 1. Ngày hôm nay, cô và các em tiếp tục đi vào bài 4 với chủ đề văn bản nghị luận. Văn bản vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa của tác giả Đinh Trọng Lạc. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô có một hoạt động khởi động thông qua hình thức kiểm tra bài cũ. Chúng ta hãy nhớ lại những kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu ở tiết trước về chủ đề văn bản nghị luận và hãy trả lời cho cô những câu hỏi sau. Câu 1. Mục đích chính của nghị luận văn học là gì? Mục đích chính của nghị luận văn học đó chính là thuyết phục người đọc về một vấn đề văn học. Câu 2. Nội dung của bài nghị luận văn học là gì? Nội dung của bài nghị luận văn học là phân tích vẻ đẹp nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm. Câu 3. Các yếu tố của bài nghị luận văn học là gì? Các yếu tố của bài nghị luận văn học đó chính là nêu ý kiến, lý lẽ, bằng chứng. Câu 4. Bức tranh này gợi em nhớ đến bài thơ nào em đã học? Bức tranh này gợi chúng ta liên tưởng đến bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm văn bản nghị luận văn học thông qua vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa. Để thấy được đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ Tiếng Gà Trưa, cũng như là nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả Đinh Trọng Lạc. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một La Mã, tìm hiểu chung. Trong phần này, cô có phiếu học tập số 1. Các em hãy trả lời cho cô những câu hỏi như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm ra hay chỉ ra cho cô những nét chính về tác giả Đinh Trọng Lạc thông qua sự hiểu biết của mình. Và thứ hai, các em hãy nêu cho cô những chú ý khi đọc văn bản nghị luận văn học, như là về cách đọc, về thể loại, phương thức biểu đạt và về bố cục. Một nhỏ, tác giả Đinh Trọng Lạc. Đinh Trọng Lạc sinh năm 1928, mất năm 2000, quê quán ở Hà Nội. Ông là một nhà phê bình văn học nổi tiếng tại Việt Nam. Và thông qua những tác phẩm phê bình văn học của chính ông, chúng ta có thể thấy được rất nhiều khía cạnh khác nhau của từng tác phẩm văn học. Và ông nhìn tác phẩm văn học dưới con mắt rất thơ nhưng cũng rất đời sống. Và nhà phê bình văn học nổi tiếng Đinh Trọng Lạc đã để lại kho tàng lớn cho nền văn học nước nhà thông qua những tác phẩm sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về phong cách cũng như là đặc điểm sáng tác của ông. Một số tác phẩm tiêu biểu như là Phong Cách Học Tiếng Việt, với tác phẩm về sự phân tích ngôn ngữ tác phẩm trong văn học trong nhà trường, Phong Cách Học Với Sự Phát Triển Lời Nói Của Học Sinh, và Thử Xác Định Lại Một Số Kiến Thức Về Tu Từ Học, Sổ Tay Tiếng Việt Phổ Thông Trung Học, vân vân. Hai nhỏ, tác phẩm A nhỏ về xuất xứ. Bài nghị luận vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa được in trong sách Vẻ Đẹp Ngôn Ngữ Văn Học qua các bài tập đọc lớp 4, lớp 5. Về thể loại, văn bản thuộc thể loại nghị luận văn học. Về phương thức biểu đạt chính của văn bản đó chính là nghị luận. Về bố cục, thì thực ra là trong văn bản, tác giả đã chỉ ra được những đặc điểm cũng như là nêu ra quan điểm của mình về vấn đề nghị luận thông qua những nội dung chính qua các mục, là cô sẽ dựa vào các mục đó để chia bố cục của văn bản. Và bố cục của văn bản được chia làm 4 phần. Phần 1, từ đầu đến tuổi thơ, nội dung là vẻ đẹp khổ thơ thứ nhất. Phần 2, tiếp cho đến vui sướng, vẻ đẹp khổ thơ thứ hai. Phần 3, tiếp cho đến của bà, vẻ đẹp của 6 dòng thơ đặc biệt trong bài. Phần 4, còn lại, vẻ đẹp của khổ thơ cuối. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 2 La Mã, đọc và tìm hiểu chung. Một nhỏ, đặc điểm kiểu bài nghị luận văn học của văn bản. Như vậy, đặc điểm kiểu bài nghị luận văn học của văn bản thì gồm 4 đặc điểm chính, thì chúng ta cùng nhau quan sát để tìm những cái đặc điểm chính khi chúng ta phân tích bài văn nghị luận. Thứ nhất, đó chính là về vấn đề nghị luận. Thứ hai là trình tự nghị luận. Thứ ba là mục đích nghị luận. Và thứ tư là phương pháp nghị luận. Theo em thì văn bản được viết trong phần mà chúng ta tìm hiểu
thì văn bản viết về vấn đề gì và vấn đề đó nằm ở phần nào của văn bản. Về vấn đề nghị luận thì tác giả cũng đã chỉ ra những đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ Tiếng Gà Trưa và được thể hiện qua nhan đề của văn bản. Nhan đề đã thể hiện khái quát được vấn đề nghị luận. Và bài thơ Tiếng Gà Trưa được tác giả phân tích theo trình tự nghị luận. Đầu tiên đó là cảm xúc được bắt nguồn từ âm thanh tiếng gà, khơi nguồn về nỗi nhớ về tuổi thơ, ký ức về người bà. Và cảm xúc được tiếp nối bằng kỷ niệm và cảm xúc biết ơn tình yêu của bà. Và cuối cùng lắng đọng ở mục đích chiến đấu cao đẹp của người chiến sĩ ở cuộc thơ cuối. Như vậy, trình tự nghị luận của văn bản thì tác giả đã bám sát vào mạch cảm xúc của bài thơ Tiếng Gà Trưa. Và mục đích của văn bản nghị luận đó chính là giúp người đọc hiểu được sự độc đáo nghệ thuật như ngôn từ, biện pháp tu từ, nhịp điệu và nét đặc sắc, nội dung về tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước của bài thơ Tiếng Gà Trưa. Và thông qua đó, khơi gợi và bồi dưỡng cho người đọc tình yêu đối với tác phẩm văn chương và tình cảm gia đình cao quý. Và phương pháp nghị luận thì được tác giả thể hiện rõ trong văn bản, đó là người viết đã đưa ra những lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 2 nhỏ, hệ thống ý kiến, lý lẽ, bằng chứng. Thông qua tìm hiểu nội dung của văn bản và chỉ ra đặc điểm về hệ thống, ý kiến, lý lẽ, bằng chứng, các em hãy trả lời cho cô những câu hỏi sau bằng cách thảo luận hoặc đưa ra ý kiến cá nhân. Câu 1, em hãy tìm hệ thống ý kiến, lý lẽ và bằng chứng trong từng đoạn. Câu 2, em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả? Câu 3, qua hệ thống ý kiến, lý lẽ và bằng chứng trong từng đoạn, em thấy tác giả đã thể hiện thái độ gì? Ý kiến thứ nhất, vẻ đẹp của khổ thơ thứ nhất được tác giả Đinh Trọng Lạc thể hiện thông qua đặc sắc về nội dung và đặc sắc về nghệ thuật. Lý lẽ, tác giả đã chỉ ra đặc sắc về nghệ thuật như là ở trong khổ thơ có nhiều nét đặc sắc độc đáo về lặp âm, dấu chấm, lửng, ẩn dụ, chuyển đổi cảm giác. Và cụ thể được tác giả thể hiện bằng dẫn chứng trong đặc sắc về nghệ thuật, đó chính là dòng thơ thứ tư, cục, cục tác, cục ca, với việc lặp âm và dấu chấm lửng đã mô phỏng sát về tiếng gà, làm cho chuyện kể như được lồng vào trong một bức tranh nổi có tiếng gà vang vọng trong không gian. Và Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh khác với tiếng gà trong thơ của Trần Đăng Khoa. Nó có một cái gì đó lắng đọng làm người ta xao xuyến bồi hồi, là nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Và bên cạnh đó thì tác giả cũng đã chỉ ra đặc sắc trong việc mà tác giả Xuân Quỳnh sử dụng, đó là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, đó là lấy thính giác nghe thay cho thị giác thấy, và việc lặp lại 3 lần ở đầu dòng thơ động từ nghe có tác dụng đem lại ấn tượng như tiếng gà đã ngưng động, làm sao động không gian và cũng làm sao động cả lòng người. Và tiếng gà cũng làm ký ức ta quay lại với những kỷ niệm tuổi thơ. Và tác giả cũng đã chỉ ra đặc sắc về nội dung thông qua lý lẽ, là khổ thơ thứ nhất là nguồn mạch cảm xúc của bài thơ, âm thanh tiếng gà khơi gợi nỗi nhớ về tuổi thơ, về bà kính yêu. Và được thể hiện qua dẫn chứng, tức là khổ thơ đầu kể chuyện anh bộ đội trên đường hành quân khi dừng chân bên một xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ. Và tiếng gà cũng làm ký ức ta quay lại với những kỷ niệm tuổi thơ. Về ý kiến thứ hai, được thể hiện thông qua vẻ đẹp của khổ thơ thứ hai. Tác giả Đinh Trọng Lạc đã đưa ra những lý lẽ về đặc sắc nội dung, như là Tiếng Gà Trưa đã gợi về trong tâm hồn người cháu, người chiến sĩ những kỷ niệm tuổi thơ thiếu thốn, khó khăn, sống bên bà, những đong đầy niềm vui lấp lánh. Cụ thể qua dẫn chứng, như Tiếng Gà Trưa đã đưa anh chiến sĩ trở lại kỷ niệm về người bà Tần Tảo suốt đời lo toan để người cháu được hưởng vui sướng. Và
Lý lẽ về đặc sắc nghệ thuật cũng được tác giả thể hiện rất rõ. Đó là nghệ thuật so sánh, đảo ngữ, kết hợp tự sự và miêu tả, kết cấu sóng đôi và lập từ vựng khiến lời thơ ấn tượng, góp phần thể hiện cảm xúc trong bài. Những kỷ niệm trở nên lung linh, hấp dẫn và sống động thông qua dẫn chứng cụ thể. Như là mỗi câu kể là một câu tả. Và câu thơ kết cấu sóng đôi và lập từ vựng này để chỉ và người nghe lưu ý tưởng tượng. Và tác giả cũng đã chỉ ra nghệ thuật so sánh, đảo ngữ làm cho bức tranh gà mái vàng trở nên đẹp đẽ hơn. Và ý kiến thứ ba, tác giả đã chỉ ra vẻ đẹp của 6 dòng thơ đặc biệt trong bài. Về lý lẽ đặc sắc về nghệ thuật là khổ thơ có nét độc đáo về nhịp điệu, chậm, buồn và cấu trúc thể hiện cảm xúc mênh mang, mang nặng suy tư, chiêm nghiệm của người cháu khi nghĩ về bà, tình yêu thương của bà. Cụ thể thông qua dẫn chứng, nghĩa là 6 dòng thơ chỉ làm thành một câu đơn và mỗi dòng chỉ gồm 5 tiếng nhưng có cách ngắt nhịp khác dòng kia. Và lý lẽ đặc sắc về nội dung được tác giả chỉ ra thể hiện rất rõ trong 6 dòng thơ đặc biệt trong bài. 6 dòng thơ là những độc thoại trong tâm hồn người cháu, giàu chất suy tưởng khi người cháu nhận ra, suy ngẫm về tình yêu thương, sự tần tảo lo lắng hy sinh của bà dành cho mình. Cụ thể thông qua dẫn chứng, tức là nhịp điệu khổ thơ là nhịp điệu chậm rãi của độc thoại bên trong về chất suy tưởng. Chi tiết nhỏ bé thế, đơn giản là thế mà chứa được một tình yêu thương sâu sắc vô bờ bến của bà. Và ý kiến thứ tư được tác giả thể hiện bằng vẻ đẹp của khổ thơ cuối. Và tác giả đánh giá khổ thơ cuối là hay nhất, là cảm động nhất. Tác giả Đinh Trọng Lạc đã chỉ ra lý lẽ đặc sắc về nghệ thuật ở trong khổ thơ cuối. Là khổ thơ có lời độc thoại đầy cảm xúc của người chiến sĩ và điệp từ vì. Cụ thể được tác giả thể hiện qua dẫn chứng là anh chiến sĩ thốt lên tiếng gọi cảm động, làm cho lời nói độc thoại bên trong hiển hiện như lời đối thoại sống động. Và việc lặp lại từ vì ở đầu các dòng thơ góp phần biểu hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ vì Tổ quốc, vì nhân dân, trong đó bao gồm cả những người thân yêu trong gia đình mình, mà ở đây ghi đậm dấu ấn là người bà yêu quý với biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Và tác giả cũng chỉ ra lý lẽ đặc sắc về nội dung ở trong khổ thơ cuối này, đó là khổ thơ cuối thể hiện những tình cảm cao đẹp nhất, mục đích chiến đấu của người chiến sĩ, vì tình yêu với bà, với xóm làng, với Tổ quốc và tình yêu với tuổi thơ, với tiếng gà bình yên mỗi sớm mai. Cụ thể thông qua dẫn chứng, tức là khổ thơ cuối chứa đựng những tình cảm thiêng liêng, cao quý, sâu sắc và chân thành. Khổ thơ cuối thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ vì Tổ quốc, vì nhân dân, những người thân yêu trong gia đình, người mà yêu quý với bao kỷ niệm tuổi thơ. Trong văn bản, tác giả đã rất chú trọng phân tích hình thức nghệ thuật, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ để làm nổi bật nội dung bài thơ. Em học hỏi được điều gì từ cách viết của tác giả để cảm nhận và phân tích vẻ đẹp của một bài thơ? Vậy thông qua văn bản, chúng ta có thể học được cách viết văn cũng như là thể hiện cảm xúc khi viết bài văn nghị luận. Đó là lời văn giàu cảm xúc, bám sát đặc trưng văn bản thơ và tác giả đưa ra lý lẽ, dẫn chứng, giàu sức thuyết phục để làm nổi bật vấn đề nghị luận của bài. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 3 nhỏ giá trị nhận thức của bài thơ. Thông qua việc tìm hiểu văn bản, vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa, chúng ta có thể thấy tác giả muốn thể hiện cũng như là thể hiện được giá trị nhận thức ở trong văn bản. Đó là trong văn bản nghị luận này giúp em hiểu được đặc sắc nghệ thuật và nội dung của bài thơ Tiếng Gà Trưa. Và văn bản vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa đã bồi đắp tâm hồn em về tình cảm gia đình, tình cảm bà cháu, tình yêu Tổ quốc, quê hương, tạo động lực để em tiếp tục học tập và cống hiến cho đất nước. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 3 la mã tổng kết về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của văn bản. Về giá trị nội dung của văn bản, thì văn bản đã phân tích giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của bài thơ Tiếng Gà Trưa. Về nghệ thuật, tác giả đã đưa ra lý lẽ xác đáng, thuyết phục
dẫn chứng cụ thể, rõ ràng, ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc. Và sau đây thì cô có phần luyện tập, em chuyển sang phần 4 La Mã. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm bài tập mà viết đoạn văn ở nhà. Có ý kiến cho rằng văn bản vẻ đẹp của bài thơ Tiếng Gà Trưa là một văn bản nghị luận giàu sức thuyết phục. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của mình thông qua việc tìm hiểu hệ thống ý kiến, lý lẽ trong văn bản nghị luận của tác giả Đinh Trọng Lặc, để chúng ta cũng có thể đưa ra quan điểm của mình về vấn đề nghị luận này để thể hiện rõ quan điểm cá nhân. Như vậy bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng vietnet.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.